sắp xỉ có buổi 53D cái này, cái vành tròn này của anh nó cứ khoảng phi 11. Trường hợp tối đa lai sánh của các anh ở trên này chỉ bằng đến phần nửa đường tròn cái sánh ấy. Tại vì đây là cái khoảng hở miệng lớn nhất để bọn này cắt nó vào, còn anh cắt lên trên này thì cái tiết diện của nó sẽ không còn, nó đang nhỏ nó vào đấy. Đối với dòng dọc thì nó có cái giá trị là 0,1 góc mở. Góc mở của sách của dòng dọc khác không nhỏ hơn 30 và không lớn hơn 50. Ở đây có một chỉ số lưu ý là khi mà các của anh chị hết thì nó còn tối thiểu và sẽ còn, nhưng với những yêu cầu thực tế mà chúng tôi khuyến cáo các anh phải để vào vòng khi mà các anh tính cho cái giới hạn hành trình mà nó có cái điều khiển điện hoặc cơ cấu khóa của anh khác kể cả trong trường hợp xích đấy, thì chúng ta mới là vào vòng trên trên đàn. Độ lệch của cáp khỏi doanh nhân lớn trên ta bằng dòng dọc là không quá 1/15. Yêu cầu về phanh thì nó có cái yêu cầu nhất định, các anh xem cái video của phanh sẽ dễ hơn để dùng cái bảng này. Cái phanh ở đây chúng ta sẽ có hai dạng. Với phanh như động cơ điện thì nó sẽ là phanh điện đường. Hai cái động cơ điện chúng ta đây. Thông thường chúng ta liền một trở tốc. Sau đây chúng ta gia tăng. Thì cái phanh nó sẽ lắp ở cuối của động cơ hoặc giữa động cơ và động cơ. Tại sao lại lắp ở đây? Không lắp ở chúng ta. Nó không lắp ở chỗ kia ra. Tại sao lắp được? Ở đây tốc độ đầu tiên là nguồn động lực. Cái này là tốc độ quay cao. Ra sau hộp trở tốc và đến ta cũng là tốc độ thấp. Được không? Tốc độ cao ở đây đồng nghĩa với moment thấp. Anh này thì moment cao. Nói lúc nào không có lúc anh dùng cà lê đánh vậy. Và anh đọc thêm cái tay công đánh vậy, hỗ trợ với nhau. Do vậy người ta phải giữ ở nơi có moment thấp. Được chưa? Alo. Người ta phải lắp thanh ở chỗ có moment thấp. Chứ người ta không thể lắp ở moment cao được. Ừ. Tải lớn xe anh phải có chế phẩm lêu sốc. Ngoài đây của chúng ta là phanh thường đỏ. Phanh là phanh thường đỏ. Nghĩa là mất điện thì nó phải dừng. Bất loạn trở là mất điện. Hôm qua các anh học thì các anh thấy rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải văn. Để văn đuôi động cơ chúng ta là khi dừng rồi thì chúng ta cho nó xuống thế nào. Xích thì chúng ta rất dễ hình dung rồi. Lên thì chúng ta kéo tạch thì chúng ta bung ra vẫn được. Xuống thì chúng ta phải kéo, giật lên một cái, chúng ta kéo dây ra chiều ngược lại. Và chúng ta vừa kéo chúng ta phải giữ dây, không thì nó sẽ trôi vậy. Thế còn dạng lắc tay, quan dạng lắc tay thì trên cái cửa của nó thiết kế nó như thế. Nó sẽ có ba cái chặng thanh gạt, ở giữa thì sẽ chút tự do. Một chiều lên, một chiều xuống. Thế thì với ba miền nó đang nghỉ một phát giữa dòng thì chúng ta thế nào? Đang treo vật, cài xuống thế nào? À, ra phát nào đang đi chứ? Đang phải làm cái cửa chứ.
đang nghĩ đến cái trường hợp là treo vật, đúng không? Bây giờ là nó mất điện, thì bây giờ em ngại vật mình xuống thế nào, cứ treo ở đấy mà. Thế thì cũng bắt buộc phải xảy ra, đúng không? Nè, cơ cấu đơn phải rất là tự động, an toàn, sự mát luôn đấy. Ở đây có chỉ số như thế này, các bạn thiết kế để diễn tả một phần 1,6 lần tải lên cho các, đúng không? Nghĩa là các bạn chúng ta này, nếu mua mang đầu trục để nâng thực vật tải mức 1 tấn, ví dụ đó là 1 × 10 N ấy, thì phải phải giữ được 1,6 × 10 là 16 N ấy. Thì nó mới giữ được cái tải của anh mà khi thử 1,25 lần đi ạ, đúng không ạ? Giá trị này nó chỉ rõ là 1,6 lần. Sức kẹp các bề mặt ma sát tùy anh giữ được rồi. Chỉnh sao được rồi. Tính cả trạng thái này có thể phát sinh nhiệt. Dạ. Rồi, một cái gì vậy? Thank you.